con thuyền thần bí trôi lơ lửng giữa không gian lại một lần nữa xuất hiện. Bên trong nó chứa đựng những bí mật gì? Hãy cùng chúng mình khám phá nhé! Cuối tập trước, Thạch Hạo đã phát hiện ra ngọn lửa thần bí bên trong cơ thể. Sau khi tu luyện xong phù văn bên trong cổ kinh, cậu ta lại tiếp tục muốn tu luyện để vượt qua cực hạn bản thân. Lần trước đã hấp thu được 2.800 đến 2.900 luồng đạo hỏa. Chỉ còn thiếu một chút nữa là thắp sáng đủ 3.000 luồng đạo hỏa. Thế là cậu ta tiếp tục dẫn động nhiều ngọn lửa nữa vào trong cơ thể. Kết quả thành công mỹ mãn, toàn thân toát ra hỏa diễm nóng bỏng. Luồng tiên khí cũng được dẫn động ra ngoài, vờn quanh cơ thể. Nhóm người thanh y nhìn thấy kết quả này liền vui mừng. Đi cùng với sự thành công đó là sự xuất hiện của một thứ gọi là quỷ biến. Mây đen ập đến, cái đèn cổ thần bí chậm rãi xuất hiện. Luồng khói màu xanh quỷ dị ngưng tụ thành 4 cái thân ảnh khác nhau. Mỗi một người đều nắm giữ một loại bảo thuật mạnh nhất của Thạch Hạo, bao gồm bảo thuật côn bằng, lôi đế, luân hồi và thượng thương kiếp quang. Bọn chúng đến rất đúng lúc, Thạch Hạo muốn giải quyết một lượt cho xong việc. Nghe được lời khiêu khích này, bàn sao lập tức tung ra côn bằng bảo thuật. Thạch Hạo cũng sử dụng bảo thuật côn bằng đáp trả lại. Chiêu thức hai bên ngang ngửa nhau. Những tên này khác hẳn với mấy tên trước. Bọn chúng đã có suy nghĩ, Thạch Hạo muốn thăm dò bọn chúng trước. Bọn chúng lần lượt tấn công. Thạch Hạo vừa tránh né vừa phản công đáp trả lại, nhưng lại không giành được lợi thế. Thạch Hạo quyết định chơi lớn, ban nãy vừa lĩnh ngộ ra được chiêu thức thứ 3 trong luân hồi bảo thuật. Bây giờ muốn thử xem uy lực của nó mạnh đến đâu. Sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài, sai chỉ vào bàn tay khổng lồ và côn bằng bảo thuật. Chỉ với một lần xuất thủ, 4 tên kia đã bị áp đảo và bị đánh bại. Nhưng mà màn sương đen vẫn chưa tan biến, xem ra vẫn chưa kết thúc. Sau lần thi triển vừa rồi, Thạch Hạo biết được công dụng của chiêu thức thứ 3 đó là gia tăng gấp đôi sức mạnh cho các loại bảo thuật khác. Màn sương đen lại có động tĩnh, nó hút 4 tên sao chép vào một chỗ rồi xung hợp lại với nhau, tạo ra một tên ma vương. Sức mạnh cũng tăng lên gấp đôi. Từ điều này liền suy đoán được rằng cái đèn cổ đó vừa sao chép chiêu thức Thạch Hạo mới thi triển. Bất kể bảo thuật gì, chỉ cần lộ ra một lần là có thể lập tức bị sao chép. Nhờ vào thứ này, kẻ chú mưu đứng sau sẽ học được tất cả bảo thuật trong thiên hạ. Thạch Hạo tự tin rằng mình vô địch trong cùng cảnh giới. Dù tên ma vương này có sao chép thì có sao, cậu sử dụng tất cả bảo thuật cùng một lúc để xem tên kia sẽ đối phó như thế nào. Một luồng sức mạnh đánh thẳng về phía kẻ địch. Tên kia không kịp ngăn cản, hắn ta ăn trọn một chiêu lên người và ngã xuống. Việc kế tiếp là sử dụng ra 3.000 đạo hỏa thiêu đốt hắn ta thành tro. Đèn cổ ý thức được sự nguy hiểm nên chọn cách bỏ chạy. Thạch Hạo lập tức truy đuổi, vung trường kích đánh thẳng vào chiếc đèn cổ. Nó phản công bằng cách phóng ra một luồng sức mạnh. Luồng sức mạnh này vô tình kích phát ngọn lửa thần bí ẩn giấu trong cơ thể Thạch Hạo. Một đốm lửa rơi xuống cũng có thể thiêu rụi mọi thứ. Đèn cổ cũng bị thứ này phá hủy. Một khe nứt không gian hiện ra ngoài. Phía đằng sau khe nứt có lẽ là đáp án cho sự xuất hiện của cái đèn cổ kỳ lạ này. Cơ hội đang ở ngay trước mắt rồi, không tìm hiểu nguồn gốc thì sao có thể an tâm. Cậu nhắc nhở Thanh Y và mọi người mau chóng rời đi, còn mình thì tiến vào trong khe nứt. Phía đằng sau khe nứt là một vùng không gian hư vô, mọi thứ trôi lơ lửng như không trọng lực. Một con thuyền khổng lồ màu đen thần bí xuất hiện. Thạch Hạo từng được nhắc nhở rằng điều đáng sợ nhất trong lúc xuyên qua hư không là gặp phải con thuyền cổ màu đen đẫm máu. Cường giả vô địch xông vào cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Lúc này ngoài việc tiến lên tìm hiểu thì không còn đường nào khác để đi nữa. Ngay khi tiến lại gần, Thạch Hạo bị một lực hút kéo xuống con thuyền. Quang cảnh trên thuyền hoang tàn, dùng thiên nhãn kiểm tra thì phát hiện một vũng máu. Thạch Hạo chỉ nhìn một chút đã bị sức mạnh từ vũng máu phản phệ. Rốt cuộc là máu của sinh linh nào? Tồn tại phản cổ mà vẫn ẩn chứa sức mạnh to lớn đến như vậy. Nơi này quá mức kinh khủng rồi, Thạch Hạo định rời đi nhưng bị vài dây leo kéo trở lại. Chẳng trách người đời lại nói rằng ngay cả nhân vật cấp giáo chủ cũng không thể thoát ra được. Thế là cậu lại phải tiến lên phía trước thăm dò. Đi đến trước vũng máu, cậu lấy ra bình ngọc định thu lấy một ít về để nghiên cứu. Đồ tốt mà vứt bỏ thì quá lãng phí. Nhưng mà vũng máu này lại biết phản kháng phá hủy bình ngọc. Như vậy, thứ này chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể bị lấy đi. Bên cạnh còn có một bộ xương, lúc còn sống chắc chắn là cường giả kinh thiên. Chỉ tiếc rằng kết cục cuối cùng lại bi thảm. Thạch Hạo đột nhiên nhìn thấy huyễn cảnh.
đập vào mắt là quang cảnh năm xưa, nơi này từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. Những vết chém do đao búa còn để lại vẫn tỏa ra khí tức sát phạt. Tiếp tục tiến lên, cậu lại nhìn thấy nhiều cái chum khổng lồ được xếp cạnh nhau. Tò mò nên dùng thần thức bay lên miệng chum xem thử, ai ngờ trên đỉnh cái chum lại có một cái cỗ sức mạnh ngăn cản. Thạch Hạo không chịu bỏ cuộc, nếu không thăm dò rõ ràng thì sẽ không biết cách rời khỏi chỗ quái quỷ này. Sau vài lần nỗ lực thì thần thức cũng xông phá qua cỗ sức mạnh đang ngăn cản. Thứ đang được cất giấu bên trong chum là máu. Những giọt máu này cường đại đến mức không tưởng, đủ để giết thần một cách dễ dàng. Rốt cuộc nó có lai lịch gì? Vì sao lại cất giữ ở đây? Đáp án mà cậu nghĩ ra đó là tiền huyết. Nhưng còn chưa kịp xác nhận câu trả lời thì tập phim đã khép lại. Đành phải chờ sang tuần sau để khám phá bí mật. Video của mình xin dừng lại ở đây.